Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đã trở lại với channel Graduation. Hôm trước thì mình có làm cái video về hướng dẫn phim trích từ các bạn ấy nâng cao ấy. Thì có một bạn vào comment là sao anh không hướng dẫn phim trích XYZ đi. Đấy. Thì cho nói một, sơ sơ một chút XYZ là như nào. X là như này này. Đấy. Còn cái X phẩy là như này. Y là như này. Đấy. Y này. Này. Đảo vào cục lại lại nó sẽ đảo vào cục. Đảo vào khối đi. Đấy. Thì làm sao để mà phim trích được như thế. Các bạn đọc xong đừng có cười. Đấy, bạn kia bạn comment như vậy. Ok. Thì thực ra ấy, cái phim trích XYZ thì có thể nhá, có thể nhiều bạn ví dụ đang xoay nó bị rơi Rubik xuống bàn không? Đấy, thì nói chung là hôm nay mình cũng sẽ làm một cái video để chia sẻ về cái vấn đề này. Đấy, thì một cái video gọi là chỉ mang tính chất tham khảo thôi, các bạn có thể hoặc không nên thử tại nhà. Đấy, ok rồi, thì cái con Rubik mình sử dụng trong video là con RS3M2020, con bên của mình, thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn, và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả để các bạn xem nhé. Ok, thì phim trích XYZ nó như thế nào nhỉ? Đây, có một cách để cho các bạn luyện phim trích XYZ. Nói chung là các bạn cứ làm nhiều vào. Nói chung là luyện thì cứ làm nhiều vào được, càng nhiều càng quen mà. Ví dụ nhá, bình thường các bạn sẽ giải Rubik như này đúng không? Mình đã hướng dẫn các bạn là ví dụ có một cái video mình hướng dẫn các bạn là giải Rubik không cần đảo Q. Đấy, nãy giờ mình vẫn chưa đảo đúng không? Đấy, cái này có ít này. Nói chung là mình đã vẫn bảo các bạn là hạn chế đảo Q đúng không? Thì có thể nhiều bạn ví dụ hạn chế đảo Q thật, đến lúc mà gặp XYZ thì nó sẽ bị rơi Rubik. Ok, thì đây là cái cách hướng dẫn cho các bạn luyện. Đấy, các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn đảo thật nhiều vào và không cần phải phim trích, không cần phải luyện gì hết, chỉ cần luyện XYZ thôi. Đấy, các bạn cứ tập này, cứ này, cứ như này. Đấy. Đấy, các bạn cứ như này. Đấy. Đấy. Nói chung là video này các bạn không nên thử tại nhà, xem để tham khảo. Đây, thêm một trường hợp nữa này, các bạn không cần phải luyện gì hết, đảo Q thật nhiều vào, vừa giải vừa đảo Q. Đấy, các bạn cứ đảo thật nhiều vào. Không cần phải phim trích, không cần phải không cần phải lúc ahead, không cần phải làm gì hết, không cần phải tối ưu, không cần phải tối ưu cross, không cần phải lúc ahead. Đấy, đảo thật nhiều vào, đảo thật nhanh vào, sau này nó sẽ quen. Đấy, đảo này, đảo này, đảo này, đảo này. Đấy. Đấy, đấy là cái cách để mà các bạn có thể luyện làm sao để cho nó, đây là thực ra nó chỉ là x, à nó chỉ là y thôi, chưa phải x thì nó sẽ liên quan đến cái phần phần PL. Đấy, thì mình sẽ ví dụ nhá, một cái x đi, cái có x này nó sẽ như này. Chưa? Bình thường như này đúng không? Đây là trường hợp PL là chữ AA, thì các bạn có thể như thế này, nghiêng đi và các bạn giải đúng không? Lỗi rồi. Đấy, thì các bạn sẽ học thêm một vài cái phim trích nó sẽ như thế này. Thay vì các bạn như thế này xong rồi các bạn giải, thì các bạn giữ nguyên cái này, xong các bạn nhấc cái này lên. Đại loại nhé, ví dụ nhé, trong công thức thì nó sẽ là như thế này, được chưa? Xong rồi như này. Nhưng mà cái D2 của mình nó chưa được xịn lắm, bình thường thì mình cũng không làm D2 mấy. Đây, thì cái x nó sẽ như thế này, các bạn sẽ như thế này nhé. Giữ như này đúng không? Các bạn nghiêng đi một chút, dùng cái này nghiêng đi, thì các bạn tận dụng cái này, các bạn lôi nó xuống luôn. Bây giờ coi như cái này là mặt U rồi. Hoặc là chữ E này, nó sẽ như thế này. Thay vì nghiêng như thế này, thay vì như này nhé, chữ E này, thay vì các bạn nghiêng như thế này đi, xong rồi các bạn giải, đúng không? Thì các bạn giữ nguyên cái mặt này và các bạn kéo nó xuống, cầm như nhé.
Đấy, lại rơi đấy, đúng như vậy các bạn bảo nó rơi du đấy. Hoặc là có một vài cái chữ y đi liên quan đến PL, ví dụ chữ PL là chữ V chẳng hạn, nó sẽ như thế này. Nó sẽ như thế này. Thì cái này các bạn phải phải luyện bình thường nhé, bình thường trong công thức ấy, nó sẽ như thế này. Xong rồi sẽ đảo như này đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ học thêm những cái phim trích, các bạn có thể xem trên mạng cũng được, hoặc là xem nhiều những video hướng dẫn giải ví dụ ấy, nó sẽ như thế này. Đấy, người ta các bạn sẽ học thông qua những cái video đấy, hoặc là những cái đoạn mà người, vô tình thôi, vô tình người ta gặp thôi chứ người ta sẽ không hướng dẫn ví dụ thế như này nhá, như này, này. Xong rồi các bạn sẽ đẩy một lượt, có nghĩa là vừa đẩy này, vừa đảo Q vừa đẩy, nó sẽ như thế này đấy, nó sẽ như thế này. Ngón này ở đây, ngón này ở đây, đẩy qua này. Thế là đảo được sang mặt cam rồi, đang mặt xanh trước mặt đúng không? Bình thường nếu một công thức các bạn làm theo công thức thì nó sẽ như thế này. Xong rồi đảo qua, giải. Thay vì như thế các bạn sẽ vừa đẩy, vừa đảo. Đấy. Hoặc là chữ A này. Mình không quen D2 nên mình toàn DD. Nói chung là làm này nhìn nó sẽ đẹp hơn này, các bạn nhìn này. Mình sẽ có một cách mình làm này. Mình sẽ nhấc cái này lên, bình thường mình sẽ nhấc cái này lên. Mình kéo cái này xuống thì nó sẽ thành mặt U. Đấy. Thay vì như thế này, xong rồi giải. Thì cầm này, nhấc cái lên. Dùng cái ngón này nhấc một phát hai tầng lên này. Ví dụ mình dạy con cá đi. Chưa. Đấy, dạy con cá xong này, các bạn nhìn nhá. Lại con cá này. Dạy con cá xong này. Xong rồi nhấc này lên. Thay vì là đảo, đấy. Còn Z thì ít khi có trường hợp Z đó. Gần như chưa bao giờ mình làm cái trường hợp của chữ Z cả. Đại loại chỉ có X, Y thôi. Chữ E này. À, chữ F chẳng hạn này, chữ F này. À, chữ F thì lại không có. Đấy, đại loại lên chứ. Đấy. Chữ V. Nói chung là thay vì các bạn đảo như này đi. Thay vì các bạn đảo kiểu như này thì các bạn tận dụng những cái nó chuyển tiếp nhau như thế này. Tận dụng những cái bước giải nó chuyển tiếp nhau để các bạn đảo. Thứ nhất là nó vừa nhanh, đỡ bị mất thời gian, đỡ bị có cái khoảng nghỉ, được chưa? Đấy, thì trên đây là một cái vài cái gọi là hướng dẫn các bạn làm XYZ. Đấy, thì cái video mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn thấy hay đừng quên lại cho một like, một share, một subscribe của mình. Các bạn cần những cái video gì thì comment dưới mình sẽ làm video các bạn xem. Ok, rồi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.